Ồ, cái gì đây? Ơi, dắt ra ngoài ơi. Ơi, chúng ta sẽ không có bắt gặp thường xuyên ở đời sống hàng ngày đâu. Vì anh đổ vô thôi, rồi anh xịt ẩm thôi là ok. Rồi mà không biết trong đây là cái gì. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây gọi là con Isobot. Cái dòng Cubaris Murina này nó cũng có mấy mọp nha anh em. Màu dạng màu lì á, màu chìm đây nè, thấy không? Các bạn thấy là nó con này nó màu nó bạc bạc, nó ánh lên đây nè. Ôi banh chân nghe kìa, zoom lên thấy banh chân nghe kìa. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay sáng nay lại có quà tiếp. Anh em quý anh em lại gửi quà tặng cho mình tiếp thì mình cũng chưa khui luôn, mới nhận sáng nay luôn. Cho nên là bây giờ khui cho anh em coi nha. Chưa biết cái đó là cái gì luôn nè. Thì cũng có mấy bạn nói Nam ơi cho em địa chỉ để em gửi quà tặng anh cho vui. Đây sáng nay mới nhận cục quà, có một bạn thì nói tặng tổ kiến, có một bạn thì tặng Isobot, mà trên này không có để người tặng cũng không để món hàng là gì hết, cho nên là mình cũng chưa biết đây là cái gì luôn. Thì sẵn đây là khui cho mọi người cùng cùng coi với mình luôn nha. Nhưng mà nghĩ này chắc chắc gì không biết luôn. Này hả? Này để tên cho người 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 nhận không à, không có tên người gửi. Cắt ra mà em còn anh còn tưởng em kêu show cho nhét vô hả? Xé ra luôn đi. Mấy anh em nhiều khi cũng cũng dễ thương. Nói tặng quà cho mình đủ thứ á, nhưng mà nói thôi anh đừng có đưa em lên. Đừng có đọc tên em lên, mắc cỡ, ngại. Nhưng mà anh em rất là nhiệt tình, rất là dễ thương ha. Giờ chưa biết cái này là cái gì trong này đây. Ngồi ở đây đi. Sáng không? Ồ, cái gì đây? Isobot. Này là Isobot nha anh em. Rồi biết bạn nào tặng rồi. Thank you em nhiều nha. Nhưng mà bạn này nói là anh ơi anh đừng có đọc tên em lên. Ok em, thank you em nhiều. Trời có chuẩn bị cho mình tăng với lại đồ nghề rồi, nó bò ra ngoài luôn kìa. Nhỏ xíu xíu à. Ok nè, bây giờ setup luôn nha, sẵn setup luôn nha. Ôi, dắt ra ngoài ơi. Ôi. Có ai thấy? Đâu, bò nhỏ xíu luôn. Anh em coi video sẽ thấy rất là lạ luôn. Từ ngày coi kênh của Nam Ngô thấy toàn là con gì đâu không cũng nuôi làm pet hết. Nhưng mà thực tế là trong cái họ côn trùng mà làm pet á thì đang rất là được anh em rất là tò mò ha, rất là quan tâm luôn, tại vì nó rất là lạ và nó có nhiều con rất là đẹp. Chúng ta sẽ không có bắt gặp thường xuyên ở đời sống hàng ngày đâu. Chúng ta khi chúng ta tham gia vô cái bộ môn này, chúng ta sẽ thấy nhiều con rất là độc lạ luôn. Bạn đã nói là em chuẩn bị sẵn cho anh cái gọi là gớt ở ngoài lum á, quá trời luôn nè. Em chuẩn bị cho anh cái sẵn cho anh cái đất trồng luôn. Thì anh đổ vô thôi. Rồi anh xịt ẩm thôi là ok. Thank you em rất là nhiều luôn, quá chu đáo. Trong cái đất nền này á bạn là có nhiều thứ trong này được mix phải ha. Có lá cây nè. Không biết có phân dơi hay không. Đó. Nhưng mà phân dơi là một cái tốt để tạo đất nền ha. Để làm đất nền. Tại vì cái tụi Isobot này á là nó thích sống trong đây. Nó thích sống trong cái chất nền này. Cái phân của những cái loài động vật khác á là cái chất nền tốt để cho tụi Isobot nó sống. Đó, và nó sẽ có thể nó ăn được cái dinh dưỡng, nó lấy được cái dinh dưỡng từ trong đó luôn. Đó. Thì nhiều bạn sẽ lè lưỡi và thế này thế kia, sao lại đi ăn phân nhau. Thì thật ra trong cái
cái thiên nhiên này các bạn, nó là một cái vòng tuần hoàn. Con này nó sẽ có những loài nó sẽ xử lý cái chất thải của loài kia đó, và ngược lại con này sẽ là thức ăn của cái loài kia đó. Đây là một cái vòng tuần hoàn, thì cái trái đất này nó mới vận hành được bao nhiêu triệu năm qua là nó mới vậy. Còn nếu mà tất cả đều thải ra mà không có ai xử lý, không có một cái con vật nào hoặc là một cái vai trò nào để xử lý cái chất thải đó, thì trái đất này chắc giờ nó thành một cái núi rác anh em ha. Cho nên là thiên nhiên nó rất là hay. Ở trong này cũng có Isobot rồi mà không biết trong đây là cái gì. Chắc nó nữa quá. Nó nữa đó bạn. Đây nó bò thoát ra ngoài. Đây xin giới thiệu với các bạn, sẽ rất là nhiều bạn lạ lẫm. Đây gọi là con Isobot. Chúng ta nếu mà tiếng Việt thì chúng ta Google chúng ta sẽ thấy là Wiki nó gọi này là con, nếu mà qua tiếng Việt Nam thì nó gọi con này là con mọt gỗ. Này được phân bố rộng rãi ở nhiều nơi ha, có khí hậu nhiệt đới và nó rất là thích ẩm. Thì con này ở Việt Nam mình cũng có luôn nha các bạn, con này Việt Nam mình có luôn. Kích thước tối đa của nó là nó sẽ được 1 cm. Thì đây là loài rất là dễ chăm sóc, dễ chịu, dành cho anh em newbie chơi cái dòng Isobot này. Nó tên là gì quên mất tiêu rồi, để nhớ coi tên nó dài dài. Đâu rồi? Đâu cho mượn coi cái quay vô đây cái. Cubaris murina. Nó tên là Cubaris murina nha anh em. Tên mấy cái loài động vật, đặc biệt là côn trùng, nó rất là dài luôn á. Làm nhớ không cũng đuối. Cubaris murina. Đây là loài dành cho anh em newbie, tại vì giá thành nó cũng khá rẻ và nó rất là dễ chăm sóc ha. Và nó sinh trưởng thì tốc độ sinh trưởng nó cũng thuộc dạng trung bình, cho nên là chúng ta nuôi trong một cái này, chúng ta có thể set up một cái lớn hơn này chút xíu đi, là chúng ta có thể nuôi được rất là lâu. Và cái đàn của nó, do cái đàn của nó tăng trưởng cái tốc độ trung bình thôi, cho nên là cái tăng nuôi nó chỉ cần cỡ cái thùng giày thôi là nó sẽ có thể sinh trưởng ở trong đó rất là lâu. Và cái gọi là cái dân số á, cái số lượng thành viên trong đàn á, khi mà nó ít á thì nó sẽ sinh trưởng tốt hơn và phát triển nhanh hơn là một cái đàn mà nó đồ sộ rồi, nó nhiều thành viên rồi thì tự động nó sẽ gọi là sinh trưởng ít lại. Như bé này lớn hơn nè, bé này to hơn. Thì cái dòng Cubaris murina này nó cũng có mấy mọt nha anh em. Này màu cơ bản nó có màu trắng, màu hồng và màu cam hết ta. Trắng, hồng, cam. Và cái màu của nó là nó dạng gọi là nó cái màu nó sao ta? Nó dạng như nó ánh thôi nha, chứ nó ánh thôi các bạn. Nó ánh cái màu đó lên thôi, chứ không phải là nó ra cái màu giống như nguyên này màu cam luôn, mà nó ra ánh nắng á, chiếu đèn là vô nó sẽ ánh cam lên ha. Màu lì. Màu dạng màu lì á, màu chìm đây nè, thấy không? Các bạn thấy là nó, con này nó màu nó bạc bạc, nó ánh lên đây nè. Cái này mà nếu mà trong chiếu đèn đồ lên á thì nó sẽ rất là đẹp ha, nhìn nó có cái độ ống ánh. Isobot. Nuôi làm gì? Nuôi chơi thôi các bạn, nuôi quan sát cái cộng đồng sống của nó thôi. Cái mình coi cái cách vận hành, cái cách sinh hoạt của tụi nó thì nó cũng là một cái loài mà nó có tính cộng đồng đó, nó sống thành một cái cộng đồng lớn luôn. Thì nói chung là đam mê động vật thì thích quan sát cái hành vi của nó, nghiên cứu coi là nó có cái vai trò gì ở trên cái hệ sinh thái của mình đó. Đó là cái những người mà yêu thích động vật thì người ta thích tìm hiểu vậy thôi. Bé này to nè, này còn to nữa.
này chắc được hơn nửa cm thì nó còn lớn gần gấp đôi vậy nữa. Dễ thương. Nó rất là nhiều chân ha, này ai mà sợ nhiều chân là ớn ăn liền. Ôi banh chân nghe kìa, zoom lên thấy banh chân nghe kìa. Con này anh em nào mà không biết nó có chung họ với lại con đó gọi là con bọt biển ha. Con gì mà mọi người cũng ăn á. Con bọ biển, mọi người kêu là con bọ biển ha. Rất là nhiều chân nghe nè. Tụi này nó rất là thích hẩm nha mọi người. Thì nó rất là thích ẩm, trồng cây đồ này nọ, nhưng mà nó không thích hợp trồng cây ha, bởi vì tụi này thì nó cũng sẽ ăn, nó ăn một số thứ của cây đồ này nọ thì không có thích hợp trồng cây đó. Nó có hai cái râu hay ghét không, có hai râu trước dễ thương. Cái này nếu mà chúng ta có cái kính hiển vi, không à, kính hiển vi nó nhỏ quá, cái ông kính macro thôi được rồi, kính macro thôi, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ từng cái chi tiết chân tay râu ria của nó, nó rất là dễ thương đó. À. Đầu qua côn trùng rồi, à, qua côn trùng là đủ món luôn á, rất là lạ luôn. Mà côn trùng á thì cái kiến thức của nó lại khác nữa ha. Ví dụ như thường thường chúng ta nuôi làm bét, chúng ta nuôi động vật có vú, chó mèo đồ á thì nó gần giống với con người mình. Con người mình cũng là động vật có vú, đâm ra có những cái mình thấy nó rất là quen thuộc bình thường. Từ chuyện ăn uống sinh hoạt rồi bệnh tật đồ này nọ các thứ thì có thể mình sẽ xử lý được. Xong mình qua tới bò sát là nó một cái hệ khác ha, cái cách vận hành nó khác, đồ ăn ăn khác, rồi nó phát triển nó khác. Thì chúng ta phải tìm hiểu lại từ đầu. Đó, thì bây giờ qua tới côn trùng nó lại khác nữa. Đó, cho nên là có những cái nó đúng với lại cái loài này nhưng mà nó không đúng với cái loài khác. Nó đúng với cái hệ này nhưng mà nó không đúng với cái hệ khác ha anh em ha. Thì mình giờ mình sẽ nuôi để cho nó sinh sản nè. Bạn này rất là kỹ luôn nè, tặng quà tặng luôn cái hộp rồi đục lỗ sẵn luôn. À, đục lỗ sẵn luôn. Tụi này nó để nhớ về coi rồi còn thông tin gì chia sẻ với các bạn không? Nó cũng có nhiều mọp ha, nó có mấy mọp á. Mọp tức là cái dạng đột biến cái màu của nó đó. Giờ mình sẽ bắt hết vô đây. Giờ mình cứ nuôi thôi, mình coi có đẻ. À, thức ăn của tụi này rất là đơn giản ha, nó ăn rau, ăn trái cây rồi thôi. Nói chung anh em nuôi cái này nó không có tốn kém gì cả. Anh em cứ gọi là sử dụng những cái đồ mà gọi là phế thải á, những cái đồ thải đi, ví dụ như anh em uống cam dắt đi, anh em mua cam về, anh em muốn dắt cam ra anh em uống, thì cái xác cam á, cái bã cam á, anh em có thể dùng để nuôi tụi này ha, bỏ cái vỏ cam vô cho nó ăn chứ cũng không có cần phải đồ ăn đồ uống gì phức tạp cả. Vụ rau rác sáng ra mua tô hủ tiếu Nam Giang ăn xong còn dư cộng salad là quăng vô cho nó ăn, đơn giản vậy thôi chứ không có yêu cầu về tốn kém gì hết trơn á. Rồi nó sẽ sinh sôi nảy nở cái đàn này lên. Tụi này thì nó sẽ đào xới trong đất, đào xới trong đất đồ, cho nên là nó cũng làm cho đất tơi xốp đồ ha. Chúng ta đổ cái lớp nền như thế này xong rồi tụi nó sẽ tự đào hang ở dưới đây. Cây móc cây lên thấy mà không biết con gì. Ừ đúng rồi, anh em nào trồng cây dưới đất đồ này nọ nhiều khi đào lên sẽ gặp nó. Thì nó cũng có đa dạng về màu sắc lắm, cho nên là cái người chơi hệ côn trùng đồ á là người ta bắt đầu người ta tìm hiểu, người ta chơi nghiên cứu. Mình thì cũng mới qua côn trùng thôi mà công nhận côn trùng hấp dẫn, côn trùng nó rất là lạ. Đâu chứ không thoát. Tụi này nó không có leo lên những cái thành này được. Mình thì mình thích nuôi cái gì mà nó kết hợp với lại hai ba cái vô. Dù mình thích nuôi cái này mà nếu là kết hợp được với trồng cây nó đẹp, nhưng mà tụi này nó sẽ đào,
có thể nó sẽ ăn những cái rễ non hoặc là nó ăn cái gì đó của cái cây thì cây nó sống không được. Tuy nhiên thì chúng ta có thể trồng một số cái loại rau hay cái gì đó ngắn ngày cho nó đẹp, kết hợp với này nó cũng sẽ ăn được luôn nha các bạn. Nó nhỏ quá, nhiều khi nó trốn thoát mình không thấy nè. Cái này dành cho anh em hướng nội ha. Cái này ngồi ngắm nó đó, tối tắt hết đèn, chiếu đèn cho đó thôi, ngồi ngắm nó là nhiều khi là trôi mấy tiếng đồng hồ không biết luôn á. Dành cho những người thích hướng nội, mình cũng là một người thích hướng nội, thích ngồi ngắm nó. Nhìn những người bị nó bị tự kỷ. Mấy cái lá cây này là cũng là một trong những cái có cái vai trò quan trọng trong nuôi cái tăng Isobot thôi các bạn ha. Thì tụi nó sẽ chui xuống dưới đây, nó nằm để nó núp, thì nó sẽ không có bị căng thẳng. Còn chúng ta không có tạo những cái chỗ núp cho nó, cái này cũng là một thứ ráng mình sẽ bỏ vô đây, thì nó sẽ núp ở dưới này đó, nó sẽ bớt căng thẳng. Nó coi còn sót bé nào trong này nữa không. Tụi này nó rất là thích ẩm cho nên là bây giờ mình sẽ đi lấy khoan lỗ rất là nhiều nữa nè, để cho nó thoáng khí nè. Mình sẽ đi thấy cái bình xịt nước để mà mình cấp ẩm cho bé nó. Nãy mới thấy một con nó sổng ra đây nữa, không biết còn sổng đâu nữa không, chưa ra đất luôn. Đây, dạ, dạ. Vì nó rất là thích ẩm cho nên là mình xịt ẩm khoảng phân nửa cái đất nền này ha, để cho nó mát, nó thoải mái. Ôi, nước dày quá. Ok. Nó thích ẩm ướt vậy các bạn. Đây giờ mình lót này lên. Nhìn nó cũng đá khá là tự nhiên và đẹp ha. Rồi cái này giờ mình cứ để coi mình bỏ vô gì cho nó ăn. Bỏ miếng rau, miếng gì đó. Đi ra tủ lạnh coi còn gì không. Móc cho nó một miếng à. Thì nuôi cái này nó đơn giản vậy thôi các bạn. Cho ăn rồi coi theo dõi nó. Như nó, tụi này nó cũng háo ăn và nó là một cái cộng đồng mà. Cho nên là khi mà nó đầu nó tự tin rồi á, nó tự tin và nó thoải mái rồi á, chống sống trong cái tăng này rồi đó. Thì khi bạn bỏ đồ ăn lên nó bu lại một cục nó ăn, thì cảm giác nó cũng sướng, cảm giác nó thoải mái. Cái người mà người ta nuôi pet á, ví dụ như người ta đi làm về căng thẳng mệt mỏi, người ta cho con pet ta ăn là nó giống như một cái liệu pháp về mặt tinh thần vậy á. Người ta cảm thấy nó thoải mái, vui vẻ. Nhìn con pet của mình nó ăn uống đồ ngon sai là người ta vui. Hôm nay đi nhà ăn lẩu mắm để coi có chôm được gì không. Cho mấy cọng bông súng đi. Nay nhà ăn lẩu mắm cho hai cọng bông súng cho nó ăn. Đây giờ bỏ đồ ăn đây. Quý nó mới đi về nhà mới, nó có chịu ăn chưa? À, thấy nó bò lóc nhúc đây không? Nói chung cũng rẻ anh em. Thì này đó, anh em thấy giờ cuộc sống ngày càng bận rộn, cho nên là những cái nào mà nó cầu kỳ quá đó, tốn nhiều thời gian quá thì nó dành cho dân chuyên nghiệp thôi.
Ví dụ như anh em mà muốn nuôi con chó con mèo gì mà cho nó tới đồ này nọ thì khá mất thời gian, rồi con chim rồi cũng khá mất thời gian. Thì này dành cho ai mà bận rộn, ai yêu thích côn trùng bận rộn, nhất là các bạn trẻ đâu á thì cũng thích mấy này, nó lạ. Và khi mà chúng ta nuôi nó, chúng ta mà thích tìm hiểu về thông tin kiến thức ấy, thì coi như là bao la luôn. Lên Google search ra là một đống thứ mới mẻ để cho chúng ta có thể tiếp nhận rất là nhiều thông tin. Tại vì hầu như đó giờ thì chúng ta không có đọc thấy những cái thông tin này trên cái đời sống hàng ngày của chúng ta rất là ít, trừ như ai mà yêu thích nó hoặc là làm việc trong cái ngành nghề này sẽ biết. Như mình thì mình cũng mới biết con này trong thời gian gần đây thôi, thế trước đó thì mình cũng không biết nữa. Lâu lâu trồng cây đào ra thấy, nhưng mà nghĩ nó là một cái gì đó thôi, không có quá để tâm. Thì từ ngày qua côn trùng rồi đầu anh em bắt đầu chia sẻ này kia là mình mới biết này là một cái dòng pet mà cũng được khá nhiều người yêu thích côn trùng trên thế giới người ta chơi, người ta thích tìm hiểu về nó, xem cái đặc tính sống của nó làm sao. Nó cứ bò lúc nhúc đây thôi, rất là dễ thương. Con này sợ kiến ruồi hay sao? Hả? Con này như sợ kiến với ruồi hay sao? Sợ kiến với ruồi hả? Hôm bữa nghe chia sẻ đúng không? Hình như sợ nhất là kiến á. Thì cũng chưa biết sao đâu. Đây là cái ổ Isobot đầu tiên của mình nuôi. Mình nghi là chắc tương lai là sẽ có một cái phòng gọi là phòng côn trùng quá. Kiến rồi nè. Kiến, xong rồi giờ tới Isobot. Vài bữa nữa tới bọ, tới mối rồi chắc sẽ có một phòng côn trùng. Nhưng mà côn trùng hay. Nếu nói về côn trùng thì mình thấy có hứng thú với côn trùng á. Nhiều con hay. Tuy nhiên có những con các bạn nó rất là đẹp, có những dòng rất là đẹp nhưng mà nó quá nhạy cảm đi thì mình nuôi không được. Đó. Tụi mình thích tụi bọ ngựa lắm. Nhưng mà nó rất là đẹp. Nhưng mà các bạn có những con nó nhỏ xíu à. Bọ ngựa con nó rất là đẹp nhưng mà nó nhỏ xíu à. Và như thế mắt thường mình nhìn không có thấy được những cái nét đẹp chi tiết của nó đó. Phải chụp hình zoom nó bự ra thì mới thấy được nó đẹp như thế nào, mà phải nói là cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ ảo luôn. Tuy nhiên con bọ ngựa thì theo anh em tư vấn là nó quá nhạy cảm đi. Cái nhiệt độ của nó mà trên lệch chút xíu là nó ngẫm liền. Đó, cái biên độ dao động nhiệt độ của nó là không có được quá cao. Đó, thì trong miền Nam mình thì nó nóng quá. Cho nên là nó chỉ cần mà thay đổi nhiệt độ nó trên lệch chút xíu là nó ngẫm cua tỏi liền. Cho nên là chưa có dám nuôi nó. Nhưng mà tụi kiến với tụi Isobot này dễ hơn, mà nghe nói tụi Isobot này là dễ nhất nè. Đó. Thì theo như anh em chia sẻ nuôi Isobot này thì nó không có gặp khó khăn trong cái vấn đề mà chăm sóc nuôi gì cả. Đó. Chỉ cần chúng ta set up cho nó một cái tăng sống như vậy, lưu ý cái đặc tính của một số loài, thật ra cũng đơn. Tụi này cũng dễ thỏa mãn tụi nó, không quá khó. Không quá khó để thỏa mãn cái điều kiện sống của nó. Thì cứ như vậy thôi. Và chúng ta cái thú vui của nó là mỗi ngày chúng ta cứ quan sát cái sự phát triển của cái đàn này. Đó là cái thú vui, nó nhẹ nhàng, nó đơn giản, nó không quá cầu kỳ, nó cũng có một cái gì đó để cho chúng ta theo dõi nó vui, thấy nó cũng có mục đích đầu này nọ. Trong cái đàn này nãy mình đếm chắc cỡ khoảng 30-40 con á. Thì từ từ mình nuôi mình coi nó nhân rộng, nó đẻ ra như thế nào. Nè, khi mà mình sẽ che cái này á thì mình mở ra là anh em thấy nó sẽ núp dưới đây rất là nhiều. Nó sẽ núp dưới này nè. Nó núp dưới bóng tối nè. Thấy không? Khi mình che lên là đầu nó sẽ núp. Nó núp dưới này, nó bám trên này. Có những con kích thước nó to hơn nữa nha anh em, rất là nhiều dòng. Đi cái Isobot này cũng hay á chứ. Ha. Nghĩa là nó không có quá tốn diện tích. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Còn rất là nhiều kiến thức luôn. Để có thời gian thì mình sẽ tìm hiểu thêm và mình sẽ chia sẻ đến với mọi người ha. Rồi ok anh em. Thì có món quà mới, cảm ơn
một người em đã tặng cho mình ha, tặng rất là chu đáo luôn, chuẩn bị đầy đủ hết, về chỉ cần đổ vô xịt nước là có thể chơi được rồi. Có thể chia sẻ đến mọi người một cái dòng bét nó rất là mới lạ nhưng mà cũng rất là dễ cho mọi người tiếp cận, cũng rất là dễ chơi, không quá khó. Thì chơi bét nó cũng có những con nó đa dạng người chơi đó các bạn, có người thích chơi những con nào nó dễ, có người thích chinh phục những cái khó, có người thích sinh sản ra, có người thích nuôi một con thôi nhưng mà cho nó đẹp, thì có người thích quan sát cái sự phát triển của đàn, có người nói chung là nó đa dạng lắm, mỗi người sẽ có một cái mục tiêu khác nhau để chơi. À, thì mình thì mỗi thứ mình thích chút, thích tìm hiểu về dòng mới, thích tìm hiểu về sự sống của cái loài nào đó, cái vai trò, cái vị trí, cái hành vi của cái loài đó như thế nào, thì đó là cái gu chơi của mình. À, còn ví dụ như đối với gu thì mình không thích sinh sản ra quá nhiều mà mình thích lai tạo ra những cái bộ gen quý, gen hiếm, gen mới. À, chứ mình không thích sinh sản ra một cái loài, một cái dòng, một cái màu cũ quá nhiều đi. Đó, thì mỗi người sẽ có một cái nhu cầu chơi nó khác nhau. Đó, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thú chơi giải trí mà bên cạnh cái việc giải trí đơn thuần thì nó cũng có kích hoạt cái đầu óc của chúng ta nó phát triển. Đó, thì mình thích như vậy ha. Ok mọi người, đây là một cái ổ Isobot Kubaris Murina. nội các bạn phải nhớ cái tên của cái loài vật á, thì nó cũng kích hoạt cái não của chúng ta rồi, thấy không? Kubaris Murina, đây là cái hộp Isobot mà cũng một người em đã gửi tặng cho mình rất là quý luôn. Em nó không có muốn nêu tên trên đây nhưng mà qua đây mình cũng cảm ơn em rất là nhiều ha, thank you em rất là nhiều luôn. Ok các bạn, nếu mà các bạn cảm thấy hứng thú với lại cái dòng côn trùng Isobot này thì các bạn có thể sắm về cho mình một cái ổ. Chi phí cái ổ này mình nghĩ chắc từ đất nền rồi ổ này luôn, rồi cái hộp này mình nghĩ chắc đâu cỡ 100 mấy 200 gì đó, nghĩ cỡ đó hoặc là 300. Nói chung là rất là dễ tiếp cận, học sinh sinh viên đồ này nọ đều chơi được hết, thậm chí là rẻ hơn nha anh em. Như cái hộp này mình biết chắc cỡ 10 mấy 20 ngàn quá. Đất nền này thì có thể là khi anh em mua Isobot người ta sẽ tặng cho anh em luôn. Còn cái ổ Isobot thì bao nhiêu thì mình không biết, cái này mình được tặng mình không biết, nhưng mà nói chung là học sinh sinh viên sẽ chơi được. Đó, sau một ngày đi làm đi học về, đồ ăn thì cũng rất là đơn giản luôn, không có gì hết, anh em cứ lấy bất kỳ cái gì, một cọng rau dư, đồ ăn cơm của chiều ngày hôm qua, uống một trái cam, dắt nước cam uống đi, rồi còn cái vỏ quăng vô đây cũng được, vỏ mà còn mấy cái xác á, hoặc là anh em ăn trái táo gọt cái chỗ cái hộp ra đó, thì cái hộp nó vẫn có thịt, anh em quăng vô đây là ở đây nó sẽ bào, nó sẽ xử lý, nó ăn hết những cái bã, những cái mùng này. Nó là một cái tụi này á, thì theo mình nghe chia sẻ nó là một cái phương pháp mà xử lý đất tự nhiên. Thế là đất nhiều khi nó cằn cỗi quá đó, người ta cần phải xử lý lại cho đất nó tơi xốp, nó có dinh dưỡng, nó này nọ, thì người ta cần thời gian, thì có thể người ta sẽ bỏ tụi này vô, nó sẽ đào xới, nó ăn, rồi nó đào thải chất thải của nó sẽ làm cho đất nó màu mỡ, nó nhiều dinh dưỡng trở lại ha. Thì đây là cái phương pháp mà cải tạo đất theo hướng tự nhiên nhất có thể, hoàn toàn luôn. Đó, nó xử lý những cái chất bã, rồi chất dơ của những cái phân của những cái loài vật khác, rồi những cái bã mà thực vật, đó, cây trái thối đồ này nọ, là nó xử lý ra thành một cái đất trồng tốt mới. Ok mọi người, rất là vui khi mà nhận được món quà của một người em, và cũng rất là vui khi được chia sẻ với mọi người về những cái điều hay ho xung quanh các loài động vật côn trùng quanh ta. Ok, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ.